Xin chào cả nhà thân yêu. Thì hôm nay nhóm đồng quanh Nha Trang lan tỏa yêu thương tiếp tục hành trình đi trao xe điện cho chị Nhung ở trảng bom Đồng Nai. Thì chiếc xe lăn điện ở bên chủ xe sẽ ship tận nhà cho chị Nhung. Thì hôm nay kết hợp với chuyến đi phát xe điện cho chị Nhung thì nhóm mình có thêm gạo và sữa để gửi yêu thương cho các em ở trại trẻ mồ côi ở Hồ Nai. Nhân đây em cũng cảm ơn tất cả những tình cao nhân đã đồng hành chung sức cùng với nhóm để lan tỏa yêu thương đến nhiều hoàn cảnh khó khăn cũng như là nhiều người khuyết tật đang cần sự chia sẻ giúp đỡ của chúng ta. Thì mặc dù là nhóm có rất nhiều chương trình nhưng mà quý vị ân nhân đã luôn yêu thương và đồng hành giúp đỡ để nhóm có thể thực hiện nhiều chương trình bác ái trong tháng 12 này, đặc biệt là chương trình bếp ăn không đồng cho người vô gia cư cũng như là xe lăn không đồng và trạm gạo không đồng. Thì hôm nay nhóm có một món quà đến chị Dung, đó là nhóm đã vận động được mạnh thường quân trao cho chị Dung một chiếc xe điện cùng với 12 triệu 200 tiền mặt. Và bây giờ xin mời quý vị ân nhân cùng với nhóm để đến nhà chị Dung nha. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Ăn xoài xanh hả? Ăn cơm với xoài xanh hả? Ôi trời. Cho. Cái máy che cũng ok đấy nhỉ. Đi. Được 6 km kìa. Sao chạy được mấy trăm cây này? Mấy trăm cây hả? Chạy có 20 cây là phải sạc rồi. 20 cây nó sạc rồi. Cái khung sắt này như một tay tròn ra phía trước nữa. Người bên hai bên như y như vậy là nó xuống nhẹ nhàng lắm. Nó gì thôi. Nó một thả phía trước á. Thả cây này ra đi. Ở phía trước á. Được chưa? Rồi xuống. Ok không? Dễ nha. Rồi để nó chạy thử cho bạn. Ui, thằng người cao quá nhỉ. Cao, này là số. Này là dê, rồi dê đây cho nó chắc cú. Dê, dê, ơ quên dê là rồi. Được rồi. Có cái mẫu nữa. Đâu, xin cái thảo đâu. Không có chỗ nào để bám luôn. Người giống như hình chữ F thôi. Vậy hello, xin chào tất cả quý vị ân nhân trong ngoài nước. Thì hôm nay được sự chung tay của tất cả quý vị ân nhân, gồm có thứ nhất là của chị Sandy, Sandy ở bên Singapore, thì cô hỗ trợ và chung tay cùng với bên nhóm bọn em là được 9 triệu. Và cùng với tất cả quý vị ân nhân trong ngoài nước thì là tổng cộng số tiền là hỗ trợ được là của bên chị Hoàn ở Trảng Dài là được 6,4 triệu vậy nhỉ. Còn bên em là 20,3 triệu, vậy là thành 26,7 triệu. Thì là mua cái xe này cho em Nhung là hết 14,5 triệu, vậy còn lại 12,2 triệu. Thì hôm nay thì anh đại diện cho tất cả quý vị ân nhân trong ngoài nước xin trao phần quà này cho em nhé. Chúc em khi có số tiền này và có cái xe này thì là mình mua vé số mình bán để trang trải để no phụ cho gia đình của mình nhé. Chồng đi làm đây đâu? Dạ chồng đi làm. Đây, trao số tiền 12,2 triệu em nhé. Anh cứ cầm cho em một tí nữa mình đếm sau nhé. Rồi, thay mặt Nhung và thay mặt tất cả thay mặt Nhung và gia đình Nhung xin cảm ơn tất cả quý vị ân nhân đã chung tay giúp đỡ cho Nhung được một chiếc xe có tiền bán vé số nữa. Chắc là tối nay về khó ngủ nhỉ. Dạ, không ngủ được. Rồi, em cảm ơn quý vị ân nhân rất là nhiều luôn.
Yêu mà giỏi hè. Ông cái xe này là nó tự thắng ấy, tức là mình khi thả chân ra tự thắng. Dạ. Thì hôm nọ là em đã cho Nhung là đi xuống cái đó là cho chú để chú đấy chế. Hôm nay vui không chị? cái cân này mà chẹo ra đấy tỷ thì đợi. Đợi anh Tú hỏi nó trời nó lắm mừng luôn. Cái này mưa và nữa. Đấy, mấy đứa là chế thêm hai bên hông rồi nữa này. Bên hông thì đỡ hát lại. Cái này nó em mơ cái này lâu lắm rồi. Cái này mà em sẽ hai ốc này là em dời cái này nó xuống. Để có hai ốc canh. À dạ. Dời này xuống. Cái đang trường với nặng. Sợ thấp sợ sống biết chứ ngồi cái nào mình sợ ấy cho nên mình làm nó hơi dày cao được mà mình xuống được. Thẳng ở đâu? Thẳng tự đứng. Cái này thẳng tự đứng đẩy nó không có đi được. Đi á đạp á thì lại đi. Nhưng mà thả là tự đứng không đẩy nó đâu đi, nó đẩy nó không đi được. Là xuống dốc là đạp rồi hả? Đạp là đi. Con lên trên YouTube con cô số bác này lâu lắm rồi đó. Ai chồng cũng mơ lắm. Nghĩ được lắm. Những ngôi tháng này cũng vừa đi. Trong ngôi đỏ lái. Anh chồng chị hôm nay đâu rồi chị? Đang chạy đi làm hồ. Quen cái chú này ở dưới Xuân Lộc mới xuống cái đó là xem là cái này của bên Nhật. Đang chạy nó chơi cái gương một lần rồi. Gương nó sẽ an toàn. Hai con gương. Bên. Dạ. Ngồi cái xe từ những nó chính dạy hẳn. Dạ. Mẹ ca luôn. Nói chung là chị cửa chân quen đấy. Trước là có con xe này này thì này đấy, nhưng mà nó gần như nó hỏng rồi mà chạy không nổi luôn, nó đang đi mà nó ngưng giữa đường á. Đi bán vé số sau nó cùng lạng quá này giống kiểu máy cày ấy Khang nhỉ. Mừng chị Nhung nha. Dạ. Chị Nhung nhiều sức khỏe. Trời ơi, anh Tú nói về em không rồi. Đấy, chủ anh game đây, chủ anh. Em mừng. Có xuống không? Cần xuống. Thôi tối nay ngủ luôn trên xe. Xuống không? Dạ không có. Cái xe này là thồ được 3-4 người đi học ấy. Đấy, chế đằng sau không? Chế đằng sau ấy, chở con đi học đấy. Có con lớp 5. Năm to lắm. Bẩm sinh á, bị bẩm sinh. Khuyết tật bẩm sinh, sinh ra bị rồi. Con bình thường. Tính gái lắm. Họ nhiều khi họ nghĩ mình là người khuyết tật xong rồi họ dựa dẫm lại gì. Thì là mình không bao giờ mới đủ cả. Rồi, mát chưa? Thấp quá không nhìn thấy. Chị chạy thử một vòng đi. Đấy nhá mọi người ơi. Chị lấy bị bẩm sinh cay nhá. Bây giờ chị sẽ chạy thử. Em chạy thử đi à? Bán nước suối luôn. Bán nước ướp lạnh ở dưới đây luôn à? Để thùng bán nước ướp lạnh luôn này. Chào kinh doanh nhiều quá rồi. Còn mang cả tạp hóa treo ở xe này. Mang tạp hóa móc. Mang bánh tráng trộn nữa đem theo móc đầy xe luôn. Em muốn chụp. Chị mấy con rồi chị? Dạ, có đi nhắn nè. Mấy tuổi rồi? Dạ, mình 1 tuổi. Dạ, bé mình học 5 rồi. Mình phải gắn phấn đấu cho bé học. Chị Nhung mai mốt lên Biên Hòa là đọc lại Biên Hòa luôn á. Chị Thuận á, chị đã này em hỗ trợ coi như là chị gái trong gia đình nhá.
hai cô vẫn bán lại cho chị đó là sắp tới này em cũng nhờ chú này là chế cho chị một con xe đó. Dạ. Cái con xe kia của chị đấy là nó bị hỏng rồi. Hỏng rồi mà đợt vừa rồi đi sửa là toàn hết 600-700 ngàn mà chạy không nổi. Nên là chú thì là cái xe này dòng xe này là sau này chú sẽ chế được. Mà tại vì là chú chị là vừa có gạt cái cần số tay này vừa có tí cái mỏng cụt ở chân đấy, chị thắng là rất là nguy hiểm. Nên hôm qua em ra chị bổ là xe này bị hư thì chú gọi mà sửa hết 600 ngàn nữa. Em ở đợt này để sau cái nhân dịp này cái gì hỗ trợ cho chị ấy. Chị thấy chị Nhung gội đầu chưa trên TikTok á? Ngày trước em với Nhung là bán hàng qua TikTok, là nói chung là cũng là nhiều fan lắm, nhưng mà mình vào mình thấy Nhung là 45.000 người xem có luôn một lúc á. Thế sau rồi thì thời điểm đó là muốn kết bạn thì xuống thăm Nhung, thì thăm hoàn cảnh Nhung để mà chia sẻ về cái kinh nghiệm để bán hàng TikTok thôi. Thế mà không ngờ thì điện cho Nhung, Nhung bảo là giờ em mở quán tạp hóa rồi. Thế sau này hôm nay chị Hạnh giải cứu quán tạp hóa cho chị Nhung này. Đấy, chị Hạnh mua hết tạp hóa luôn của chị Nhung luôn nha. Chị Nhung có cái bịch không? Xem cái bịch đi. Em có cái bịch không? Hả? Dạ. Hãy gom lại đi em.